Phương pháp tả người. Các em mở vở và chúng ta ghi bài nhé. Nhớ là ghi đầu bài bằng chữ in hoa to rõ ràng. Và trong quá trình học các em sẽ vừa nghe giảng, ghi chép và ghi thật cẩn thận, chữ ngay ngắn nhé. Trước hết, chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần 1 La Mã. Phương pháp viết một đoạn văn, bài văn tả người. Một nhỏ, cô và trò chúng ta sẽ xét các ví dụ trong sách giáo khoa, trang 59-60. Trong sách giáo khoa trang 59-60 có 3 đoạn văn. Đoạn văn 1 của Võ Quảng, đoạn văn thứ 2 của Lan Khai và đoạn văn thứ 3 của Kim Lân. Ba đoạn văn này, trong quá trình soạn bài, các em đã phải đọc thật kỹ, sau đó trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Và giờ này thì cô và trò chúng ta sẽ không đọc lại ba đoạn văn này nữa, mà lát nữa khi mà chúng ta tìm hiểu từng đoạn văn một thì chúng ta sẽ đọc. Và trong quá trình soạn bài, các em cũng phải lập bảng chúng ta trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Đó là mỗi đoạn văn trên tả ai, người được tả có đặc điểm gì nổi bật và đặc điểm đó được thể hiện ở những từ ngữ và hình ảnh nào. Và nội dung của từng đoạn văn như ra sao, cô cùng các em sẽ đi tìm hiểu từng đoạn một nhé. Đoạn văn thứ nhất, các em cùng đọc nhé. Dượng Hưng Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa, ghì chân ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ. Dượng Hưng Thư đang vượt thác, khác hẳn Dượng Hưng Thư ở nhà, nói năng nhỏ nhẹ, tính nết nhu mì, ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ. Đây là đoạn văn trích trong Vượt Thác của Võ Quảng và kênh hình trong sách giáo khoa. Cô giáo phóng lên đây cũng phần nào giúp các em hình dung ra đoạn nội dung của đoạn văn trên. Nào, chúng ta tiến hành tìm hiểu đoạn văn nhé. Ở đoạn văn thứ nhất, đối tượng miêu tả là ai? À, qua việc tìm hiểu văn bản Vượt Thác, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra trong đoạn văn này, Dượng Hưng Thư chính là đối tượng miêu tả, đúng không nào? Vậy Dượng Hưng Thư có đặc điểm gì nổi bật nào? Trong đoạn văn này, chúng ta thấy Dượng Hưng Thư được miêu tả đó là người chống thuyền vượt thác có vẻ đẹp dũng mãnh. Vậy để miêu tả được đặc điểm nổi bật của Dượng Hưng Thư thì nhà văn Võ Quảng đã sử dụng những từ ngữ và hình ảnh như thế nào? Các em quan sát vào đoạn văn nhé. Trong đoạn văn này, nhà văn Võ Quảng đã tập trung miêu tả Dượng Hưng Thư về ngoại hình và các động tác. Về ngoại hình thì Dượng Hưng Thư được so sánh như một pho tượng đồng đúc. Qua cách so sánh này, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra đó là một người đàn ông khỏe mạnh và rắn giỏi. Về ngoại hình thì Dượng Hưng Thư còn được nhà văn Võ Quảng chọn lựa các cái chi tiết miêu tả tiêu biểu. Đó là các bắp thịt, hai hàm răng, quai hàm và cặp mắt. Để miêu tả các hình ảnh tiêu biểu về ngoại hình của Dượng Hưng Thư thì tác giả đã sử dụng các tính từ và các động từ, đó là cuồn cuộn, cắn chặt, bạnh da, nảy lửa. Các tính từ và động từ này có tác dụng giúp cho người đọc dễ hình dung ra cái đặc điểm ngoại hình của Dượng Hưng Thư, đó là một người đàn ông khỏe mạnh, rắn giỏi, có thái độ cương quyết lúc vượt thác.
Ngoài việc miêu tả ngoại hình thì tác giả còn tập trung miêu tả động tác của Dượng Hương Thư. Đó là động tác lúc Dượng Hương Thư ghì sào để vượt thác. Hành động tay ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ. Hình ảnh so sánh giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ cho thấy sức mạnh của Dượng Hưng Thư cùng với chú hai và thằng Cù Lao lúc vượt qua cơn thác, con thác dự. Như vậy, muốn miêu tả được người thì nhà văn Võ Quảng đã lựa chọn các chi tiết tiêu biểu về ngoại hình để từ đó người đọc hình dung ra hình ảnh Dượng Hưng Thư lúc vượt thác. Đó là một con người mạnh mẽ, dũng cảm, chống chọi với thiên nhiên, cụ thể ở đây là vượt qua con thác dữ. Như thế qua đoạn văn, các em cũng đã phần nào hiểu được cái phương pháp miêu tả của nhà văn Võ Quảng để từ đó chúng ta vận dụng vào trong bài văn Phương pháp tả người. Đó là đoạn văn thứ nhất. Chúng ta chuyển sang đoạn văn thứ hai. Các em cùng đọc với cô nhé. Đoạn văn thứ hai. Cai Tứ là một người đàn ông thấp và gầy, tuổi độ 45-50. Mặt lão vuông nhưng hai má hóp lại. Dưới cặp lông mày lổm chổm trên gò xương lấp lánh đôi mắt gian hùng. Mũi lão gù sống mương, dòm xuống bộ râu mép lúc nào cũng hình như giấu giếm đậy điệm cái mồm toe toét tối om như cửa hang, trong đó đỏm đang mấy chiếc răng vàng hợm của. Và hình ảnh bên dưới đó chính là phác họa chân dung của người đàn ông trong đoạn văn trên. Quan sát vào kênh chữ và kênh hình, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu đoạn văn thứ hai này nhé. Trong đoạn văn thứ hai này thì các em hãy cho biết đối tượng miêu tả là ai và đối tượng miêu tả này có đặc điểm gì nổi bật và những từ ngữ, hình ảnh nào đã làm rõ đặc điểm nổi bật của đối tượng miêu tả. Các em quan sát vào đoạn văn. Chúng ta thấy đối tượng miêu tả ở đây cụ thể đó chính là nhân vật Cai Tứ. Thông qua những câu văn trong đoạn văn và các chi tiết thì chúng ta sẽ thấy Cai Tứ chính là một người đàn ông gian hùng. Vậy từ ngữ nào, hình ảnh nào đã giúp cho người đọc hình dung ra Cai Tứ là một người đàn ông gian hùng? Nhìn vào đoạn văn, chúng ta sẽ thấy ở đây nhà văn Lan Khai đã miêu tả thứ nhất là về hình dáng của Cai Tứ, thứ hai là giới thiệu về độ tuổi và thứ ba đó chính là miêu tả rất rõ nét từng chi tiết trên khuôn mặt của Cai Tứ. Vậy, hình dáng và độ tuổi rồi khuôn mặt của Cai Tứ được nhà văn lần lượt giới thiệu như thế nào? Thứ nhất, về thân hình, Cai Tứ là một người đàn ông thấp và gầy. Về tuổi tác, tác giả giới thiệu Cai Tứ khoảng độ 45-50. Đặc biệt, về khuôn mặt của Cai Tứ, gương mặt của Cai Tứ được tác giả miêu tả bằng các cái hình ảnh hết sức là tiêu biểu. Với việc lựa chọn các chi tiết trên khuôn mặt, đó là mặt, hai má, cặp lông mày, đôi mắt, cái mũi, bộ râu mép, cái mồm, chiếc răng. Để làm nổi bật các hình ảnh này thì chúng ta thấy nhà văn Lan Khai đã sử dụng chủ yếu là tính từ và một số động từ để miêu tả rất là rõ nét cái đặc điểm của người đàn ông. Thứ nhất là mặt lão vuông. Tuy nhiên, mặt vuông nhưng má lại hóp bởi lão gầy. Dưới cặp lông mày thì lại lổm chổm đôi mắt gian hùng. Cặp lông mày mọc không được gọn gẽ, lại lổm chổm trên gò xương. Đặc biệt dưới cái cặp lông mày ấy lại lấp lánh một đôi mắt gian hùng. Để chọn lựa thêm các chi tiết miêu tả thì chúng ta thấy
Nhà văn thật là tài tình và tinh tế khi miêu tả các cái chi tiết trên khuôn mặt của cái tứ nữa. Đó là cái mũi của lão thì gồ sống mương. Như vậy cái mũi được miêu tả nó vừa thô, đúng không ạ, nó vừa gồ ghề. Và cái mũi thô và gồ ghề này nó lại dòm xuống cái bộ râu mép, mà bộ râu mép thì lại được miêu tả với cái hình ảnh so sánh, đó là hình như cố giấu giếm đậy điệm cái mồm toe toét nhưng lại tối om như cửa hang. Với các chi tiết này chúng ta thấy tác giả đã sử dụng các hình ảnh so sánh để miêu tả cái gian của cái tứ được thể hiện rất rõ trên khuôn mặt. Thế rồi cái miệng của lão, đúng không ạ, lúc mặc dù cười toe toét nhưng người ta lại thấy cái miệng tối om như cửa hang, chỉ lấp lánh hoặc là đỏm đang mấy cái răng vàng hậm của mà thôi. Như vậy với các chi tiết nhà văn miêu tả trên khuôn mặt của cái tứ bằng các cái tính từ rồi động từ rồi các cái biện pháp tu từ so sánh, ta sẽ thấy được hình ảnh cái tứ hiện lên, đó là một người đàn ông rất gian hùng. Chúng ta chuyển sang đoạn văn thứ ba. Và trước khi chuyển sang đoạn văn thứ ba, các em sẽ quan sát cho cô giáo các kênh hình. Thứ nhất là các đô vật trong tranh dân gian Đông Hồ. Điều đó chứng tỏ là cái môn vật này đã xuất hiện từ thời xa xưa. Thế và các cái hình ảnh khác đang mô tả những cái keo vật ở các cái lễ hội. Có cả đôi nam, có cả đôi nữ và thậm chí có những keo vật là nam và nữ. Và các cái hình ảnh này một phần nào đó đã mô phỏng để các em hình dung ra cái nội dung của đoạn văn sau đây nhé. Đoạn văn thứ ba. Ông đô già, người sở tại khăn trùng áo dài ngồi cầm chỉnh, giơ cao chiếc dùi trống sơn son gõ mạnh xuống mặt trống 3 tiếng thật tanh, thật giòn tỏ ý nhận lời. Quấn ren quay ra đứng giữa sới. Ngay lúc ấy ông cản ngũ cũng từ trên thềm cao bước xuống, tiếng reo hò bốn phía tức thì nổi lên ầm ầm. Ngay nhịp chấm đầu, quắm đèn đã lăn xả vào ông cản ngũ đánh ráo riết. Rõ ràng anh ta muốn dùng cái sức lực đương trai của mình lấn lướt ông ta và muốn hạ ông ta rất nhanh bằng những thế đánh thật đắt léo, hiểm hóc. Anh vờn tả, đánh hữu, giữ trên, đánh dưới, thoắt biến, thoắt hóa khôn lường. Trái lại, ông cản ngũ thì xem ra có vẻ lại lờ ngờ, chậm chạp. Dường như ông lúng túng trước những đòn đánh liên tiếp của quắm đen. Hai tay ông lúc nào cũng dang rộng ra, để sát xuống mặt đất, xoay xoay chống đỡ. Kẻo vật xem chán ngắt. Ông cản ngũ bỗng bức hụt, mất đà chúi xuống. Quắm đen như một con rắn luồn qua hai cánh tay ông cản ngũ, ôm lấy một bên chân ông bốc lên. Người xem bốn phía xung quanh reo hò ồ cả lên. Thế rồi ông cản ngũ ngã ra, nhất định ngã rồi, có khỏe bằng voi thì cũng phải ngã. Tiếng trống vật dồn lên gấp rút rục rã, ông cản ngũ vẫn chưa ngã. Ông đứng như cây trồng giữa sới trước những cặp mắt kinh dị của người xem. Còn quắm đen thì đang loay hoay gò lưng lại, không sao bê nổi cái chân ông cản ngũ. Cái chân tựa bằng cây cột sắt chứ không phải là chân người nữa. Ông cản ngũ vẫn đứng nghiêng mình nhìn quắm đen mồ hôi mồ kê nhễ nhại dưới chân. Lúc lâu ông mới thò tay xuống lắm lấy khố quắm đen nhấc bổng anh ta lên, còi nhẹ nhàng như giờ con ếch buộc sợi dây ngang bụng vậy. Các đô ngồi quanh sới đều im lặng trước thần lực ghê gớm của ông cản ngũ. Thôi thế là quắm đen bại rồi, quay vật bị đánh bại một cách nhục nhã, cay đắng quá chừng. Như vậy, cô vừa đọc xong đoạn văn thứ ba của nhà văn Kim Lân. Như vậy, chúng ta thấy đoạn văn thứ ba này, đối tượng miêu tả là ai? Đoạn văn miêu tả này, đối tượng miêu tả chính là hai người trong keo vật ở đền đô. Vậy đặc điểm nổi bật của hai đối tượng miêu tả này là gì?
đó chính là hai người tài giỏi và khỏe mạnh trong môn vật. Vậy để miêu tả sự tài giỏi và khỏe mạnh của hai người trong keo vật ở Đền Đô, thì nhà văn Kim Lân đã sử dụng những từ ngữ và hình ảnh độc đáo như thế nào nhé? Chúng ta thấy về hành động thì tác giả đã miêu tả hành động của bóng đen bằng những tính từ đó là lăn xả, đánh giáo giết, lấn lướt, vờn tả, đánh hữu, giữ trên, đánh dưới, thoát biến, thoát hóa. Như vậy với các động từ và các cụm động từ miêu tả rất rõ các cái hành động cụ thể của quắm đen. Còn ông Cản Ngũ thì sao? Ông Cản Ngũ lại được miêu tả bằng những động từ và cụm động từ. Tính từ, lờ ngờ, chậm chạp, lúng túng, hai tay dang rộng ra để sát xuống mặt đất, loay xoay xoay chống đỡ, rồi bước hụt hụt mấy đà chúi xuống, mất đà chúi xuống. Rồi quắm đen lại được miêu tả với các cái phép tu từ so sánh như một con cắt ôm một bên chân ông Cản Ngũ bốc lên. Như vậy thông qua biện pháp tu từ so sánh, chúng ta cũng thấy được cái hành động của quắm đen rất nhanh, rất gọn, muốn coi như là chiến thắng ngay đối phương. Nhưng tuy nhiên thì lúc này đối phương của quắm đen đó chính là ông Cản Ngũ, ông không ngã mà vẫn đứng như cây trồng. Và quắm đen lại được miêu tả loay hoay gò lưng không bê nổi. Ông Cản Ngũ thì lại vẫn được miêu tả đó là đứng nghiêng mình nhìn quắm đen mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thò tay lắm lấy khố quắm đen nhấc bổng anh ta lên. Như vậy chúng ta thấy là khi miêu tả hai người trong keo vật ở Đền Đô, nhà văn Kim Lân đã sử dụng cái cách nhìn quan sát của mình hết sức là tinh tế. Mà chúng ta biết là trong văn miêu tả thì năng lực quan sát vô cùng quan trọng, đúng không nào? Ngoài ra thì khi quan sát thì đầu óc của người quan sát, người miêu tả còn phải biết vận dụng các phương pháp như là so sánh, rồi là tưởng tượng, đặc biệt là còn phải biết nhận xét. Vì thế mà cái keo vật ở Đền Đô của hai đô vật đó là quắm đen và ông Cản Ngũ được nhà văn Kim Lân miêu tả hết sức tài tình, đầy ấn tượng, giúp cho người đọc không được chứng kiến tận mắt keo vật đó nhưng vẫn có thể hình dung ra được keo vật đó rất sinh động và hết sức cụ thể, đúng không nào? Như vậy qua việc đọc bài văn miêu tả trong keo vật ở Đền Đô, các em sẽ học tập được cái cách miêu tả người trong hoạt động. Cụ thể là chúng ta biết sử dụng các cái động từ, tính từ, rồi biết sử dụng các biện pháp tu từ so sánh để miêu tả đối tượng một cách cụ thể, sinh động và ấn tượng, đúng không nào? Như vậy qua ba đoạn văn miêu tả, chúng ta đã học được các cách miêu tả của nhà văn để vận dụng làm các bài văn miêu tả nhé. Như vậy, sau khi chúng ta phân tích ba đoạn văn, thì chúng ta đã tổng hợp được những chi tiết hết sức tiêu biểu ở ba đoạn văn mà chúng ta vừa phân tích. Và từ ba đoạn văn này, với những từ ngữ và hình ảnh mà chúng ta đã tìm được, thì chúng ta thấy được rằng trong ba đoạn văn này, mỗi một đoạn văn đều có cách miêu tả người vô cùng độc đáo và khác nhau như thế nào nhé. Trước hết, với cách miêu tả ngoại hình và động tác của Dưỡng Hương Thư, thì tác giả Võ Quảng đã cho chúng ta thấy cái cách tả người trong tư thế làm việc. Và chúng ta cũng học được cái cách mà tác giả sử dụng ở đây, đó là sử dụng rất nhiều động từ để miêu tả. Còn nhân vật Cai Tứ thì qua việc miêu tả thân hình, cách giới thiệu, tuổi tác và đặc biệt
là cách miêu tả rất cụ thể, rất độc đáo cái gương mặt của Cai Tứ, thì người đọc hình dung ra Cai Tứ chính là nhân vật được đặc tả về chân dung. Và khi miêu tả nhân vật Cai Tứ, nhà văn lại sử dụng rất nhiều tính từ. Còn đối với đoạn văn thứ ba, thì chúng ta thấy qua việc miêu tả hành động của hai đô vật trong Keo Vật ở Đền Đô, chúng ta thấy tác giả đã miêu tả rất rõ nét người trong tư thế làm việc. Và khi miêu tả người trong tư thế làm việc thì tác giả đã sử dụng rất nhiều động từ và các biện pháp tù từ so sánh. Như vậy, qua ba đoạn văn, các em đã thấy được mỗi một đoạn văn, nhà văn đã miêu tả người nhưng mà lại miêu tả ở cách đặc, ở các cái đặc điểm hết sức là khác nhau. Dượng Hương Thư thì miêu tả ở trong tư thế làm việc, đó là vượt thác. Còn Cai Tứ thì được miêu tả đặc tả về chân dung. Và hai đô vật ở Đền Đô cũng được miêu tả trong tư thế làm việc. Như vậy, đoạn văn thứ nhất và đoạn văn thứ hai, chúng ta đã học được cách viết đoạn văn. Nhưng tuy nhiên, ở đoạn văn thứ ba, các em thấy nó khác hơn một chút. Đó là trong đoạn văn thứ ba, mặc dù nó chưa phải là một bài hoàn chỉnh, nhưng nó vẫn thể hiện được cái bố cục của bài văn. Vậy chúng ta sẽ xác định bố cục của bài văn trong ví dụ thứ ba nhé. Ở ví dụ thứ ba thì đoạn văn thứ nhất, đó chính là phần mở bài, tả được khung cảnh chung, hay nói cách khác là tả cảnh chung nhất nơi diễn ra Keo Vật. Ở ba đoạn văn tiếp theo, đó là phần miêu tả chi tiết Keo Vật, tức là tác giả tập trung miêu tả hành động và cử chỉ của các nhân vật. Và phần thứ ba, đó là nêu cảm nghĩ và nhận xét về Keo Vật. Vậy, qua việc phân tích đoạn văn thứ ba, chúng ta cũng thấy được muốn làm được một bài văn tả người thì chúng ta phải xác định được bố cục của bài văn. Đó là mở bài, thân bài và kết bài. Và đoạn văn thứ ba là một trong những đoạn văn giúp chúng ta hiểu được cái bố cục của bài văn tả người. Mở bài phải giới thiệu được nhân vật, thân bài phải miêu tả được ngoại hình, cử chỉ và hành động của nhân vật, và kết bài phải nêu được suy nghĩ của người viết đối với đối tượng được tả. Đồng thời, nêu ra được những nhận xét và suy nghĩ của người viết. Vậy qua đoạn văn thứ ba, nếu phải đặt tên cho bài văn này thì em sẽ đặt tên là gì? Chúng ta có các gợi ý như sau. Thứ nhất là chúng ta có thể đặt là Keo Vật thách đố. Thứ hai là Quắm đen thất bại. Thứ ba là Quắm đen cản ngũ so tài. Và thứ tư là Hội Vật đền đô năm ấy. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là ở đoạn văn thứ ba này thì cái chủ đề mà chúng ta lựa chọn thì chủ đề thứ ba sẽ hợp lý hơn. Đó là Quắm đen và ông cản ngũ so tài. Và khi đặt ra được cái chủ đề của đoạn văn thì chúng ta cũng đã xác định được nội dung chính của đoạn văn. Và cái chủ đề của đoạn văn là gì thì các em đã được học ở kỳ 1 rồi đúng không nào? Như vậy, qua việc xét ví dụ trong sách giáo khoa, chúng ta sẽ đưa ra các cái nhận xét. Đoạn 1 tả Dượng Hương Thư chèo thuyền lúc vượt thác. Đoạn 2 tả chân dung Cai Tứ. Và đoạn 3 là tả người trong Keo Vật, đó là Quắm đen và ông cản ngũ. Và qua việc phân tích
các ví dụ trong sách giáo khoa, chúng ta cũng rút ra kết luận. Và những cái kết luận này về phương pháp tả người cũng chính là nội dung ghi nhớ trong sách giáo khoa. Như vậy, qua việc tìm hiểu về bài văn phương pháp tả người, các em hãy nêu những điểm khác nhau khi chúng ta tả người và tả cảnh nào. Chúng ta sẽ nhớ lại bài văn hôm trước về phương pháp tả người và bài văn chúng ta vừa học về phương pháp tả cảnh, thì chúng ta sẽ đưa ra các những ý chi tiết so sánh hết sức là cụ thể. Đó là tả người thì chúng ta tập trung tả ngoại hình, cử chỉ, hành động, lời nói và tính cách, đúng không nào? Còn tả cảnh thì chúng ta nhớ phải miêu tả theo trình tự, đó là không gian, thời gian, miêu tả từ khái quát đến cụ thể hoặc ngược lại. Vậy, sau khi học xong bài văn phương pháp tả cảnh và phương pháp tả người, cô sẽ ra bài tập để các em làm bài tập làm văn số 6, bài viết số 6 nhé. Đây là bài viết hệ số 2. Chính vì thế mà các em sẽ làm ra giấy kiểm tra. Sau đó thì chúng ta sẽ nộp chụp ảnh lại và gửi vào Zalo cho các thầy cô giáo dạy văn lớp mình. Đồng thời phải giữ lại bài kiểm tra để làm minh chứng khi chúng ta trở lại trường. Thế và cô sẽ ra đề bài như sau. Lớp 6A1 sẽ trình bày cho cô giáo nội dung của đoạn văn thứ 3 trong sách giáo khoa trang 60 mà cô vừa phân tích. Nghĩa là các em trình bày lại theo bảng giống như mà cô và các em vừa phân tích. Lớp 6A2 sẽ trình bày cho cô giáo đoạn văn thứ 2. Và lớp 6A3 sẽ trình bày cho cô giáo đoạn văn thứ nhất. Như vậy, đoạn văn 1, 2, 3 sẽ lần lượt theo trình tự đó là 6A3, 6A2 và 6A1. 6A1 sẽ phải làm bài khó hơn một chút. Và các em sẽ trả lời cho cô giáo. Mỗi đoạn văn trên tả ai? Người được tả có đặc điểm nổi bật gì? Và đặc điểm đó được thể hiện ở những từ ngữ và hình ảnh nào? Đấy. Như vậy, các em sẽ chép đề. Câu hỏi thứ nhất chính là câu hỏi A trang 61. Cô không nhắc lại nữa. Và các em phải xem video thì mới có thể chép được đề và không hỏi lại. Và câu thứ hai, cả ba lớp sẽ chép đề cho cô. Đầu tiên là A1 chép đề trước. Câu 2, A1 chép đề nhé. Đó là em hãy miêu tả lại một người thầy giáo hoặc cô giáo mà em yêu mến nhất. Người thầy giáo, cô giáo ấy có thể là các thầy cô giáo đang dạy các em, cũng có thể là các thầy cô giáo đã dạy ở tiểu học. Vậy là xong đề của 6A1. Sang đề của 6A2. Đó là các em hãy làm cho cô giáo đề bài sau, chép đề nhé. Hãy tả lại một người thân yêu nhất của em. Người thân yêu nhất của em có thể là ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, hoặc là em gái, em trai, chị gái, anh trai, vân vân, đều được. 6A2 chép đề xong chưa? Còn 6A3 chép đề. Đó là em hãy tả lại một người bạn mà em yêu quý nhất. Người bạn đó thì các em lưu ý là có thể là người bạn các em đang học cùng với nhau ở lớp. Cũng có thể là một người bạn cũ mà chúng ta đã học ở tiểu học hoặc là dưới lớp mầm non. Nhưng tuy nhiên thì mầm non lúc đó chúng ta chưa có những cảm nhận nhiều, cho nên chúng ta có thể chọn các bạn ở tiểu học hoặc là các bạn mà đang học với chúng ta bây giờ. Vậy nhé. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai, đó là phần luyện tập.
Phần luyện tập. Bài thứ nhất và bài thứ hai, trang 62. Người ta yêu cầu hãy nêu các chi tiết tiêu biểu mà em sẽ lựa chọn khi miêu tả các đối tượng. Và các đối tượng ở đây đó là em bé chừng 4 năm tuổi, một cụ già cao tuổi và cô giáo đang say sưa giảng bài. Bây giờ chúng ta hãy lập dàn ý cho ba đối tượng trên. Chúng ta có thể chọn em bé là con gái hoặc con trai cũng được. Cụ già là cụ bà hoặc cụ ông cũng được. Còn cô giáo đang say sưa giảng bài thì cụ thể rồi. Như vậy, cô gợi ý những chi tiết tiêu biểu mà các em sẽ lựa chọn khi miêu tả đối tượng để lập dàn ý. Thì chúng ta sẽ chú ý các chi tiết sau. Thứ nhất là muốn lập dàn ý được cho ba đối tượng trên, chúng ta phải quan sát thật kỹ. Có thể chúng ta quan sát bằng những cái hình ảnh em bé hàng ngày chúng ta gặp. Ví dụ những người già, ông, bà của chúng ta trong nhà, hoặc những ông bà hàng xóm, hoặc những người mà chúng ta, những người già có tuổi mà chúng ta đã thường gặp, cụ ông hoặc cụ bà đều được. Còn hình ảnh thầy cô giáo thì hàng ngày chúng em lên lớp, chúng ta cũng đã phần nào quan sát được. Và bây giờ chúng ta chỉ cần nhớ lại, tưởng tượng lại thì chúng ta có thể lập dàn bài cho ba đối tượng trên. Ở đây cô giáo gợi ý thứ nhất là dàn bài đối với một em bé chừng 4 năm tuổi. Thì chúng ta phải nêu được mở bài, thân bài và kết bài. Mở bài thì em bé đó tên gì, mấy tuổi, trai hay gái, có mối quan hệ với em như thế nào. Về thân bài thì chúng ta phải tả được hình dáng, vóc dáng, thân hình, màu da, thế rồi mái tóc, gương mặt, tính nết. Thế và kết bài thì chúng ta phải nêu được cảm nghĩ của em về em bé đó. Các em hãy xem kỹ cái dàn bài này để chúng ta học cách viết bài nhé. Và chính cái dàn bài này cũng sẽ giúp cho các em phần nào trong cái phương pháp tả người đấy. Về đối tượng thứ hai, đó là một cụ già cao tuổi. Thì chúng ta cũng tập trung chọn các chi tiết rồi xây dựng dàn bài với bố cục 3 phần. Mở bài phải giới thiệu được cụ già mà em định tả. Phần thân bài cũng phải tả rằng hình dáng, rồi tuổi tác, rồi chúng ta có thể chọn các cái chi tiết như là tóc, hay là khuôn mặt, hay là có thể cái mũi, rồi đôi mắt, rồi nụ cười, tùy. Sau đó chúng ta tả tính tình của cụ, rồi là cái cách chăm sóc các cháu của cụ. Và kết bài, chúng ta phải bày tỏ được cái tình cảm của mình đối với người được tả. Đối tượng thứ ba là cô giáo đang say sưa giảng bài trên lớp. Thì chúng ta cũng phải lựa chọn các cái chi tiết tiêu biểu, đó là ngoại hình, cử chỉ, hành động, lời nói và hành động, lời nói và chữ viết. Chúng ta cũng lập dàn bài theo bố cục 3 phần, đó là mở bài để giới thiệu được cô giáo. Thân bài thì tập trung miêu tả ngoại hình, cử chỉ, hành động, trang phục, tính nết, thế rồi là tài năng. Và kết bài, chúng ta cũng phải có những cảm nghĩ của mình đối với lại cô giáo, tức là đối tượng được miêu tả. Như vậy, chúng ta có thể dựa vào cái bài văn này để cái dàn bài này để chúng ta làm bài tập làm văn số 6 mà cô giáo vừa ra đề đấy, đúng không nào? Em nào xem video chúng ta sẽ nhận được đề bài, còn không xem video thì chúng ta sẽ không nhận được đề bài đâu. Còn đây là đề bài của một lớp, còn mỗi lớp một đề bài nhé. Các em lưu ý để chúng ta làm bài cho nó đúng với lại nội dung của từng lớp. Như vậy, qua việc tìm hiểu về bài văn phương pháp tả người, chúng ta thấy muốn tả người thì cần phải xác định được đối tượng cần tả, quan sát lựa chọn các chi tiết tiêu biểu, trình bày kết quả quan sát được theo một thứ tự
Và bố cục bài văn tả người cũng gồm có 3 phần. Đó là mở bài giới thiệu người được tả, thân bài miêu tả chi tiết và kết bài thường nhận xét hoặc nêu cảm nghĩ của người viết. Phần sơ đồ tư duy này các em sẽ vẽ vào vở, sau đó chụp ảnh lại gửi cho các thầy cô giáo lớp mình. Còn đề bài tập luận văn cô giáo đã cho trước đó thì các em phải viết ra giấy kiểm tra. Thế sau đó thì giữ lại cái bài kiểm tra đó, thế rồi chụp ảnh lại gửi vào Zalo để các thầy cô giáo chấm điểm và tính điểm học kỳ 2 nhé. Như vậy, đối với bài học này, các em cần học thuộc lý thuyết, vẽ sơ đồ tư duy, phương pháp tả người vào vở bài tập.